Đâu cần phải xếp hàng dài chờ mua trà sữa Thái ở Chachamu. Ngay quận 3 cũng có một quán trà sữa Thái siêu ngon, là tuổi thơ của rất nhiều bạn luôn nha. Nhìn trên kệ là toàn thái thái xanh thái đỏ. Mấy cái bịch này mình có thể mua đem về tự nấu. Topping cũng khá đơn giản. Ở đây ngon nhất là kem, nhưng mà có căng dữ lắm mới ăn được, chứ lần nào tôi tới cũng hết trơn hết á. Tôi kêu 2 ly thái xanh thái đỏ, thêm topping chân châu với thạch thái, tổng là 30 cành một ly. Còn không có topping thì chỉ có 20 cành thôi. Tôi nghe mọi người nói là trà sữa ở đây nó hơi ngọt, nhưng mà do tôi mua đem về nên nước đá nó tan ra, làm cho cái vị trà sữa nó hơi lạc và nó bớt đậm đà rồi. Chân châu thì dai dai, thạch thái sẽ có vị hơi chua chua rất là ngon. Cá nhân tôi thì thích thái xanh hơn thái đỏ vì tôi thấy nó thơm hơn, nhưng mà bà chị tôi là thích thái đỏ hơn thái xanh nha. Về nước uống thì rất là ok, nhưng mà ở quán này có một cái bạn nhân viên có cái thái độ không có được niềm nở với khách nha. Nhưng mà bù lại là buổi trưa hay có một cái anh nhân viên siêu đẹp trai mà cực kỳ dễ thương nữa. Tôi sẽ để địa chỉ ở đây và rất là đáng thử luôn nha. Thuyết chương Phạm Nhân 2 bị cho là mất vệ sinh và thái độ phục vụ kém thì liệu sự thật là như thế nào? Hai mọi người, và mình là Hứng Nội đi ăn. Nghe cái tên huyết chương nó lạ lạ ha mọi người. Nhìn nó giống huyết luộc nhưng mà nó không phải là huyết luộc đâu nha. Ngoài huyết ra thì món này còn có đồ lòng của heo. Cái này là cái máy hấp nè mọi người ơi. Mẹ sẽ hấp trong vòng 6 tiếng và sẽ hấp nhiều mẻ trong một ngày. Một phần 50 cành sẽ có đầy đủ đồ lòng heo và huyết. Bạn nào không ăn được đồ lòng thì có thể kêu một tô huyết thôi cũng được. Một tô huyết không thì sẽ có giá là 30 cành. Mà một tô như thế này topping đầy ụ nhìn đã con mắt luôn mọi người ơi. Những cái món đồ lòng sẽ có như là tim, lưỡi, phè, bao tử còn nhiều hơn nữa nha. Nói chung là tôi không có nhớ hết. Trời ơi, cô múc cho tôi nguyên một cái giá huyết luôn, nó bự chà bá. Ê mà nó ngon lắm nha, kiểu nó vừa béo mà nó vừa mềm, tan trong miệng luôn. Đồ lòng thì làm rất là sạch sẽ luôn nha. Tôi rất là sợ mùi hôi của đồ lòng, nhưng mà tôi ăn tôi không có thấy mùi hôi gì hết trơn á. Mùi nước lèo nó giống cái mùi chó lòng vậy mọi người, và rất là thơm nồng mùi gừng luôn nha. Tôi thấy nhân viên quán rất là dễ thương mà làm sạch sẽ nữa. Nói chung ưng nha, đi ăn thử đi, ngon thiệt. Xoài bà sợi được thấm đậm sốt, trứng cút còn được chiên. Vừa dần rượm vừa có gia vị, không còn thêm nước sốt. Ăn đến cái món siêu phẩm rồi nè. Mỗi lần ăn là phải 2-3 tô, nhưng mà cũng chưa đã cái nư mình nữa. Vì mỗi tô là một topping khác nhau. Kỳ nhất là cái trứng mất thảo ở đây nha, ta nói nó dẻo lắm. Còn cái tô súp 20k rẻ nhất Sài Gòn thì vẫn có cua và trứng cút, có tóc tiên luôn á. Lúc trước lần đầu mình ăn á, mình đâu có biết, tưởng trong tô có tóc hết hồn. Giờ thì càng ăn càng ghiền luôn đó nha. Nhất là địa chỉ quán cho mấy bạn gần đây, đối diện 2G Phùng Văn Cung, Phú Nhuận, ghét cô.